chuyện này không phải, chuyện kia không phải. Chuyện vui từ đâu có? Hôm nay đến chùa, nghe lời khuyên của người ta, thường ngày ăn chay, thành tâm niệm Phật, thì có thể đến được một nơi gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương? Cái gì? Chuyện này mà nói là chuyện vui à? Không phải sao? Bị khùng rồi. Thiên quý à, đây là chuyện rất vui, rất quý và khó gặp được. Hơi đợi chút, đợi chút. Cái gì mà chúng ta? Cái gì mà ăn chay? Em đừng nói với anh lung tung nữa. Anh á, anh chỉ muốn phát tài, ở nhà thật lớn, để còn phải ăn hết những món sơn hào hải vị có trên đời này. Bảo tôi ăn chay, em bị khùng rồi sao? Không phải anh tán thành việc em ăn chay niệm Phật sao? Có khi nào tôi nói qua việc này đâu. Ở trước mặt phu nhân đó. Chẳng phải anh muốn em giống như phu nhân, học ăn chay niệm Phật tu tâm đó sao? Những lời anh nói em nhớ rất rõ ràng. Ê, đó là lời nói xã giao. Chúng ta chỉ là người bán rau, đương nhiên vì muốn càng nhiều người ăn chay để cho mình càng bán đắt hay sao? Ý như vậy mà em cũng không hiểu nữa. Vậy thì coi như em hiểu lầm đi. Nhưng mà thử ăn chay niệm Phật một chút cũng đâu có trở ngại gì. Anh nói cho em biết, người ta ăn cái thứ gì anh không biết, nhưng nhà chúng ta cần phải ăn thịt, nếu không anh sẽ không còn ưng em nữa đâu. Thôi thôi, anh không ăn được thì thôi, nhưng em đã quyết định là ăn chay rồi. Không được, em là vợ của tôi thì phải nghe lời của tôi, đừng có giống như một số người khác nghe theo lời mê tín. Có ai lên Tây Phương chưa? Có ai thấy Phật chưa? Em đó, em cẩn thận có chuyện bị bắt lừa đó. Hơn nữa, nhà mình hai vợ chồng một cái bếp ăn chung một cái nồi, nếu em ăn chay chúng ta chẳng phải chia ra nấu thành hai nồi hay sao? Thiệt là phiền phức. Anh yên tâm đi, em biết làm như thế nào rồi mà, không ảnh hưởng đến anh đâu. Tôi nói cho cô nghe, dù sao tôi cũng phải ăn thịt, cô là vợ của tôi thì phải nấu thịt cho tôi ăn. Thiên quý, tôi nhắc lại lần cuối, tôi phải ăn thịt. Thiên quý, đây trà đây. Sao giờ anh bắt anh ăn chay niệm Phật à? Cái gì, bà xã muốn ăn chay? Tốt đấy anh Thái à, như vậy là có thể tiết kiệm được nhiều tiền rồi. Đi đi, việc này không có liên quan gì tới anh, ở đây anh nói lung tung à? Cũng chưa hẳn như vậy đâu, nhưng bà ấy hình như rất thật lòng. Đang tự nhiên như thế mà ăn chay cái gì? Thế mới nói là mê tín. Bà nói cái gì ăn chay niệm Phật thì được, được lên thiên đường gì đó. Không đúng, không đúng, là lên Tây Thiên. Trời ơi, dù sao cũng có ý là sau khi chết có thể làm thần tiên gì đó. Chuyện này tôi cũng có nghe nói qua rồi. Vợ của tôi, con người của bà ấy chỉ vì quá thật thà, lại không được học hành gì, là người nhà quê, nên dễ bị lừa đó thôi. Theo tôi không khéo đây là chuyện trúng tà nữa đó. Không phải vậy chứ? Thế tôi thấy thì cô ấy ăn chay như thế có gì không tốt đâu. Ở trong thành phố cũng có rất nhiều người ăn chay mà. Trời ơi, tôi nói anh không chịu suy nghĩ thì có. Ăn chay là món ăn thưởng thức của những người có tiền. Họ ăn quen những món sơn hào hải vị nên muốn đổi khẩu vị. Có người thì đã ăn quá nhiều, người quá mập, sợ sau khi chết chẳng thể bay lên trời được, cho nên mới ăn các thứ rau xanh, đậu hũ cái gì đó, để nhẹ nhàng thoải mái, dễ lên trời hơn. Có chuyện này thật sao? Ông Thái, mặc kệ hắn đi, chúng ta nói là chuyện chính. Anh là người chủ trong nhà, ngay lúc này chính là lúc phải thể hiện quan niệm của một người chồng. Nói không được ăn chay thì không được ăn. Nếu cô ta dám trái lời thì anh thôi với cô ta đi. Sao ông Thái, anh muốn bỏ vợ ư? Bỏ vợ thì lại dư tiền nhiều đấy. Mày làm vậy không được hay lắm. Vì việc này mà thua vợ. Nhưng Liên Hương và tôi sống với nhau nhiều năm rồi, cô ta rất siêng năng và cũng rất chịu khó. Vì tôi chỉ không muốn cô ấy quá mê tín, cho nên mới nghĩ cách cản ngăn thôi. Đúng rồi, bà Thái sống ở trong làng nổi tiếng là người hiền hậu. Hơn nữa, nói cho đúng, ăn chay cũng đâu phải là một tội lỗi gì đâu. Anh bảo người ta bỏ vợ là vì quá đáng rồi đó. Nè nè, tôi chẳng qua đó chơi thôi mà. Anh Thái, anh đừng xem đó là thật. Bỏ qua, bỏ qua. Ai chẳng biết anh là người lẻo mép, lưỡi không xương, muốn nói gì lại nói. Hôm nay đến tìm anh
cũng vì biết anh có nhiều mưu lược. Nghĩ cách nào giúp tôi đi, nghĩ cách nào giúp tôi. Nghĩ chuyện phá hoại thì tôi là sành nhất đây rồi. Nhưng có điều bây giờ bụng tôi đang đói đây, làm sao mà nghĩ ra cái sách được. Được, tiểu nhị qua đây. Đến ngay. Nhìn lên, muốn ăn món gì? Có món gì ăn ngon không? Hãy đem ra đây. Có, để tôi mang tới ngay. Bà Thái, bà làm sao vậy? Phu nhân, là bà hả? Phu nhân đến mua rau hả? Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Hãy nói cho tôi biết đi. Hôm đó, sau khi tôi nghe Pháp Sư thuyết Pháp và lời dạy của phu nhân, tôi đã quyết định thành tâm ăn chay niệm Phật. Vậy thì tốt quá. Ai ngờ chồng tôi chẳng những phản đối, lại còn có ý phá hoại nữa. Có chuyện như vậy sao? Thiên Quý, mau qua đây ăn cơm. Mau ăn cơm đi. Anh làm cái gì vậy? Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay bở heo thơm thật. Nè, em ăn thử một miếng đi. Tiên Quý, anh thật quá đáng. Trời ơi, Liên Hương, thử ăn một miếng có căn hệ gì đâu. Hôm nay không ăn chay được thì có sao đâu. Ngày mai chúng ta ăn chay tiếp là được rồi. Lại đây. Nghe lời đi mà. Mỡ heo này đặc biệt thơm ngon. Em ăn thử một miếng đi. Nè. Thử một miếng thôi. Anh không có gạt em đâu. Anh không có gạt em phải không? Có ngon không? Thế thì đúng rồi. Lại đây ăn thêm một miếng thịt. Ăn thêm một miếng cá nữa nè. Anh thật là quá đáng. Anh có gạt em đâu. Ngon lắm mà. Em xem. Thiên Hương, em lấy cho anh ly nước đi. Em để ở đây nha. Để đi được rồi. Tiên Quý, tại sao anh làm như vậy chứ? Không ăn thì cũng đã ăn rồi, nói làm gì nữa. Hey, dù sao mỗi ngày em đều làm thịt cho anh ăn, như thế cũng đâu thể lên Tây Phương được. Nói cho em biết nghe, những người như anh mỗi ngày cũng ăn thịt thì đâu có tội gì. Còn như em, mỗi ngày làm thịt cho anh ăn mới có tội, đúng không? Ăn đi. Đừng có nghĩ nhiều quá làm gì. Người ta thường nói, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Giữa cô và chồng cô, nếu quả thật chỉ vì chuyện ăn chay mà trong lòng hai người tràn đầy oán hận, làm tổn thương đến tình cảm nhau, thì không có hay ho gì đâu. Thay vì làm tổn thương tình cảm thì hãy bỏ đi, đừng có ăn chay nữa. Buông bỏ, ý của phu nhân là vì chồng của cô không cho cô ăn chay, cô nên chiều theo anh ấy. Anh ta không đồng ý cho cô niệm Phật, cô cũng có thể niệm thầm ở trong lòng cũng được. Sáng cũng niệm, chiều cũng niệm,
đi cũng niệm, ngồi cũng niệm. Chỉ cần trong lòng có Phật, một lòng hướng thiện, không làm những việc tổn hại đến ai, đừng nghĩ ngợi đến điều ác. Thành tâm được như vậy thì cũng linh nghiệm lắm rồi. Đến đây mua cải đi. Rau tươi đây, mua rau tươi đi, đây, mua đi, mua đi. Cam tươi đây, cam đây. Anh Thái, hôm nay cam của anh lớn khác thường nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Liên Hương, em bị bệnh à? Đâu có. Không có, sao em đứng lẩm bẩm gì thế? Em hả? À, chiều nay anh muốn ăn gì? Em sẽ đi mua cho anh ăn. Vậy thì đi mua một cân thịt quay đi. Dạ, em đi mua ngay bây giờ. Anh coi chừng hàng cho em nha. Liên Hương, đừng quên mua thêm cho anh một bình rượu đó. Dạ. Chị à, đến đây mua rau đi, rau tươi lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Một đồng một cân. A Di Đà Phật. Ăn cơm đi, còn hút thuốc nữa. Hả? Rượu em cũng hâm nóng rồi nè. Thức ăn của em đâu? Thì chỉ có những món này thôi. Em không ăn chay nữa hả? Vậy thì tốt rồi. Hai vợ chồng chúng ta sống chung với nhau trong những ngày hạnh phúc. Vậy em ăn chay làm gì? Làm cho anh và em giống như là kẻ thù vậy. Đi, thêm một miếng nha. Vợ yêu quý của anh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay em xin giới thiệu các bạn một cái món chay nha. Nay em làm cái món khổ qua hầm nha các bạn. Thì để làm được món khổ qua hầm này thì nó cũng không có tốn kém gì lắm. Chỉ một vài nguyên liệu thì chúng ta đã có được nồi khổ qua hầm ngon lành rồi. Tôi mời các bạn theo dõi mà mình làm nha. Mời các bạn cùng vào bếp. Ở đây ta có cái khổ qua này các bạn, để nguyên trái vậy chúng ta mổ lấy ruột ra và bỏ phần ruột của trái khổ qua đi. Sau đó chúng ta rửa cho thật sạch để cho ráo. Với lại 4 miếng đậu hũ trắng. Cái đậu hũ trắng này các bạn rửa sạch rồi mấy bạn tán cho nhuyễn ra. Khi các bạn đã dầm nhuyễn rồi thì cho vào một miếng vải chúng ta sẽ vắt. Chúng ta sẽ vắt cho nó khô nước để cái nhân của ta nhồi trái khổ qua nó sẽ được dai hơn. Đó, các bạn dắt thật kỹ như vậy nha. Thì đây là cái đậu hũ mà ta đã dắt nước ra rồi đó các bạn. Cái này chúng ta sẽ nhồi chung với lại cái sườn non chay mà các bạn ngâm mềm rồi các bạn xay xay nhuyễn ra nha, dùng cái cối xay thịt đó của máy xay nhân tố á. Các bạn xay nhuyễn ra. Rồi nêm thêm gia vị. Muối, đường, hạt nêm, rồi hành, tiêu các bạn cũng cho vào đây rồi các bạn nhồi cho thật kỹ. Nó các bạn cứ nhồi như vậy, nhồi cho thật kỹ như vậy thì chút xíu nữa cái nhân mà ta nhồi vô trong trái khổ qua nó sẽ rất là dẻo và ngon, nó không bị rã ra. Khi các bạn cho vào trái khổ qua thì cái nhân này các bạn ép cho thật chặt nha các bạn, ép cho thật chặt xuống để khi ta hấp thì nó không bị bung ra và cái nhân nó sẽ rất là dẻo. Đây là cái phần khổ qua mà chúng ta đã nhồi xong rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chúng vào trong nồi để chúng ta hấp nha. Các bạn nên nhớ là khổ qua này chúng ta hấp trước khi nấu canh, nhưng mà hấp phải hấp cách thủy. Các bạn hấp trước như vậy á để cho cái nhân nó chín và nó dai lại. Khi mà các bạn nấu nước súp các bạn cho nó vào á, nó không có bị đục cái nước nha các bạn.
các bạn hấp cách thủy, bạn nào có cái sẵn hấp cách thủy thì để vào hấp, còn nếu không thì các bạn để cái tô ở dưới giống như mình vậy đó. Thì sau khi hấp cách thủy chín rồi, bây giờ mình chuyển sang cái giai đoạn là sắc cà rốt đó các bạn. Chúng ta sẽ lấy cà rốt với lại cải muối, củ cải muối của mình đó. Chúng ta sẽ cho vào nồi hai loại này luôn để chúng ta nấu cái nước súp của cái khổ qua hầm nha các bạn. Cái cà rốt thì các bạn muốn sắc bông sắc hoa như thế nào cũng được. Ví dụ như 4 người ăn thì các bạn để cà rốt nhiều chút. Còn mình hai vợ chồng thì cà rốt mình để có một củ cải cà rốt thôi. Với lại củ cải muối. Chủ yếu cà rốt thì mình để cho nó đẹp, chứ thứ hai nữa mình ấy để nấu như vậy nó sẽ ngọt nước hơn đó các bạn. Thì giờ cái phần nước này mình nấu nó đã nóng rồi, bắt đầu mình sẽ cho vào đây mình nấu cho nó ra cái chất ngọt trước nha các bạn. Chúng ta nấu cho nó khoảng 15 phút gì đó, khi nó ra được cái chất mặn và chất ngọt trong cải đó, chúng ta sẽ nêm luôn cái gia vị vào đây. Chúng ta cho một ít muối, ít đường và hạt nêm nha các bạn. Đó, bây giờ mình nấu đã cũng hơn 15 phút rồi. Cải của mình nó cũng chín, bắt đầu trong thời gian này thì nước dùng của mình nó đã ngọt và vừa ăn mình có nêm thêm gia vị á, thì mình sẽ cho cái khổ qua vào đây luôn. Cái phần khổ qua này mình đã hấp chín rồi cho nên khi các bạn nấu canh cứ yên tâm, nó sẽ không có bị đục cái nước lại, nước vẫn trong vẫn ngon. Còn nếu như các bạn nhồi vô xong mà không hấp, các bạn để vô nấu liền á, nước nó sẽ đục. Đục rất là xấu. Thì trong phần nước súp này mình có để thêm cái chả chả viên với lại cái chân nấm đông cô á các bạn. Thì đây là cái bữa ăn của mình đã xong. Canh khổ qua mình đã chín rồi, mình đã múc ra tô và dọn ra để ăn cơm đó các bạn. Ăn chay thì nó chỉ một vài món đơn giản vậy đó. Nếu mọi người có thấy video mình hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn.